Mọi người à, biết ai không? Hả? Đây nè, ngoại ẩm ra đây ngoại. Mọi người đâu rồi? Nhớ bà không? Mọi người nhớ bà không? Nó đi làm nguyên một ngày luôn. Bà nguyên không gặp bà nhớ không? Thương quá. Muốn chích nữa hả không? Có đó, cũ nè. À, cái đó thì nó bị da đó. Da em bị vậy đó. Còn sao vậy? Sao vậy? Mọi người hôm nay có khỏe không? Cười à. Nhưng cứ bà hôm nay có khỏe không? Nói bà nghe coi. Nè, mẹ mắng giống đi. Bữa nay ngươi có khỏe không? Không hả? Ngươi ngắt víu hả? Chơi kỳ vậy? Với lại chơi cái gì nè. Vui cái đầu, vui cái đầu em. Sao rồi cạp con mắt em. Chơi kỳ vậy? Quậy mẹ hả? Ngươi bú nhiều không? Có, hôm qua ngươi đi chơi ngươi không bú, hôm nay ngươi ngủ bú sao? Nó nghe à? Hồi chiều ngươi ngủ mắc cười luôn để kể nè. Ngươi ngủ mớ bà. Cười cái tự nhiên mở ra nhìn em cười xem nghe. Cười vô vô thức á hả? Sao mày ngủ nữa? Cứ bà làm vậy hoài luôn á. Đây bà ẩm nè. Bà nhớ bà ngươi quá hả? Ôm bà một miếng được không? Hồi nãy bọn ngư mới giỡn sức đôi bông luôn, mới đeo vô. Sao vậy? Cúp à. Thương quá. Bọn ngư thương bọn ngư quá. Bọn ngư ngoan, mai mốt ba chở đi chơi nha. Ba đi làm, ba chở đi theo chơi nha. Ông một cái chút. Nè, ngư. Cái gì vậy? Ngư. Thái đây. Ba đeo đồng hồ, cắn vào ngư nè. Đấy, Thái là đưa mẹ. Nhớ bà ngư quá. Ăn cái này con không chơi được đâu. Đưa mẹ. Ừ. Ble. Giờ là mấy giờ rồi? 9 giờ mấy rồi đúng không? 10 giờ rồi. 10 giờ rồi. Bà ngư chơi với ba tí xíu xong bà ngư đi ngủ nha. Bà ngư ngủ rồi. Bà ngư đợi ba thôi. Bà đi tắm cái bà giờ chơi với bà ngư nha. Ble. Bà ngư chú các cô các chú ngủ ngon đây. Hôm nay bà ngư đứng lên buông tay ra rồi đó. Gì? Bữa đứng lên còn dịnh mà buông tay luôn. Giờ chỉ có té không? Đứng được mấy giây rồi té bật ra mà không cần biết là đang ở đâu. Lý gì vậy? Té hoài luôn, sáng giờ té mấy lần rồi đó. Bao nhiêu người gặp con mọi người hết hồn luôn đó. Con có 7 tháng rưỡi mà con già vậy luôn á. Con lì nữa. Bữa nó đang chơi và nó đứng lên lấy đồ tụi không biết sợ là gì luôn á. Hồi nãy đứng lên mà mắt dịnh á. Xong cái từ từ mua cái tay ra bóp cái điện thoại em giục. Té xong cứ đứng dậy tiếp thôi chị Dâu. Đi vô cơ ba mua gì cho mẹ với bà ngoại ăn kìa. Ăn nó bực. Cắn mình một cái. Cắn bà ngư một cái. Bà ngư ngoan nha. Giỏi, à, bà đi thay đồ, bà đi tắm đây. Bye bye đi. Bye bye các cô, các chú. Nhưng mà ba phải ẩm em, mẹ mới ăn được chứ. Ok. Ăn đi, đi ăn đi. Không mi, bơ mơ đi. Bye bye. Bà ngư chứ ba ba đi, biểu diễn cho các cô chú biết nè. Bye bye. Con làm biếm á. Có thầy có yêu à. Chê. Chú ơi, nên như hôm nay nó mặt nó xấu quá rồi. Tưởng được con gì cắn chứ. Giỡn nó vui nãy giờ. À, mọi người ở trong này chơi với ba nha. Chơi mẹ với bà ngoại. Ở ngoài đó ăn nha. Ha. Mọi người ngoan nha. Mọi người chơi gì á. Ê. Ngư bà già. Ê, không được ngậm, chơi thôi. Cướp. Hả gì xây qua xây lại vậy hả? Hả gì vậy? Ngư nè, ba nè. Ba đâu rồi, ngư ơi. Cướp.
Ba tháng rồi. Ê, ba đây nè. Ba đây nè. Mẹ con không được chơi. Trời anh. Nước khởi động luôn. Đây đây đây, vợ đưa ba, không có bấm tùm lum. Không có bấm tùm lum. Dẹp đi. À, bà người tự đứng dậy luôn nè, dữ không? Dữ không? Dữ không? Té nha. Té bể đầu gắn chịu nha, tôi không biết đâu á. Tôi không biết gì nha. Trời ơi, đứng một chân luôn. Lỡ cá thiệt. Đồ của ba giặt xong mà ngoại đem vô, ba còn để đó kìa. Đó, té đó. Để đây, để đây. Để đây, ba nè, ba nè. Ba nè. Ba đây nè. Nha 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 chưa tắm được không một miếng. Không một miếng. Hello, hello và người xin chào các cô các chú. Bữa giờ lâu quá rồi. Bữa giờ tôi bận lo cho dự án thằng khờ quá. Không có thời gian quay vào ngư luôn. Bữa nay quay lên nè. Bây giờ là tối rồi. Không post lên được. Quay xong sáng mai post lên. Con nhanh lên nha. Quay hả? Quay hả? Đây thôi bà ấm, bà ấm. Chết rồi, dữ quá rồi. Ê. Nè. Bum bum. Bum 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 bum. Bum bum. Cao dữ ta. Con bú chưa Hân? Hân. Dạ. Con bú chưa? Dạ con nè chú ơi. Nè. Té bây giờ. Lăng xăng à. Đợt tả rồi. Giỡn ơi, bú vậy á, bú đâu vậy? Chơi á. Đi. Đây là người ba. Đứng lên. Tắt lại, bye bye. Bye bye mọi người. Nè. Tự chiếu luôn hả? Tắt tiêu lên kìa.